trước không lau nhà hộ anh, giờ anh không cho đâu. Anh không cho em thì thôi, anh đi ra chỗ khác ngồi đi, thế này thì em đói lắm. Con. Dạ, con chào gì ạ?
gì gì chào anh nhá. Em thôi đi. Đây, là mức cơ bao nhiêu? Em bỏ đói con rồi. Oh no. Không có, em có bỏ đói anh bao giờ đâu. Anh ơi, gì không bỏ đói con bao giờ đúng không? Em thôi đi. Anh không ở nhà, em bỏ đói con, em để con đi một mình ngoài 90 đấy à? Dạ, chắc là anh đi chơi hay sao anh ạ? Anh đã ở em rồi. Anh đã ở chung với nhà mình rồi. Thì anh như con của em thôi. Em đừng bao giờ để xảy ra chuyện này nữa. Dạ, em biết lỗi rồi ạ. Từ lần sau em không dám thế nữa ạ. Em nhớ đấy. Thôi đi, vào nhà nướng em kẹo đi.